Anh bắt cây kế đi ngóng trong em về. Quạt ba mùa xuân em mới lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Ba em như hoa hậu, anh thưa mấy cậu để đón em đi trên lưng châu da nâu trên bịch đen. Về nhà mình sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó quá đã có anh rồi. Ba con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối. Cửa bên nhau dài lâu ta đã xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết. Chỉ mong sao đời này ta sẽ mãi gần nhau. Để tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bao tụi nó mới cưới. Đâu kết dễ để ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi